Tại sao chăn nuôi các loài động vật hoang dã như nuôi rúi, nuôi chồn lại rất phát triển trong những năm gần đây? Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, khi mà chúng ta đã quá quen thuộc với những loại thực phẩm thông thường bình dân, thì thị hiếu về các món ăn ngon, sạch, đặc sản ngày càng gia tăng ở tầng lớp thượng lưu. Những người chăn nuôi thông thái đã nhìn ra được cơ hội làm giàu mới, đón đầu được xu hướng của thị trường, nên không ít hộ chăn nuôi và các doanh nghiệp đã thu lời rất lớn từ nghề chăn nuôi động vật hoang dã. Tại video này, nông lâm.net muốn giới thiệu cho quý bà con một doanh nghiệp lớn chăn nuôi rất nhiều loài động vật hoang dã và hệ thống trang trại được phủ khắp ba miền, doanh thu mỗi năm lên đến hàng chục tỷ đồng. Xin mời quý bà con cùng tham khảo cách làm cũng như tham quan mô hình trang trại. Nếu như quý bà con trên cả nước muốn tới trực tiếp thì hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình bất cứ khi nào, khung giờ nào trong ngày để được đến với cơ sở chăn nuôi gần nhất với bà con của doanh nghiệp. Xin chào tất cả bà con. Xin giới thiệu với bà con là chúng tôi là một trong những doanh nghiệp chuyên chăn nuôi, thuần hóa và bảo tồn tất cả những loài động vật hoang dã, điển hình trong đó có con rúi và con chồn. Với xã hội phát triển như hiện nay thì cái nhu cầu khi bà con chăn nuôi những cái loài động vật hoang dã này càng ngày càng lớn. Đấy, chính vì như vậy nên là gần như là những cái mô hình này đã được bà con trên cả nước biết đến và chuyển đổi sang rất là nhiều rồi. Chính vì như vậy nên là doanh nghiệp của chúng tôi quyết định là mở ra một chuỗi những trang trại dọc từ Bắc vào đến miền Nam. Đấy, cái thứ nhất là để nhằm phục vụ tốt nhất cho bà con, để cho bà con không còn phải đi quá xa để tiếp cận được đến con chồn và cái con rúi này. Đấy, và cái vấn đề thứ hai là khi chúng tôi quyết định mở ra một chuỗi những trang trại như vậy thì cũng nhằm hai mục đích. Cái mục đích thứ nhất là phát triển về cho trang trại, và cái vấn đề thứ hai là khi chúng tôi đi mở ra một chuỗi những trang trại như vậy thì cũng mong muốn là góp một phần về để lấy cái nguồn lực lao động của địa phương đấy. Tuy nó không được nhiều thế nhưng mà chúng tôi cũng đang dần dần ngày một phát triển lên để nhằm làm sao là tận dụng tối đa cái nguồn công nhân ở địa phương đấy, không còn phải đi làm xa nữa mà có thể là ở ngay quê hương của mình thì là họ cũng phục vụ được chính bản thân của họ và gia đình. Khi mà chúng tôi quyết định là mở ra một chuỗi những trang trại như vậy thì cái thứ nhất là nhằm để bà con tiếp cận được đến cái con chồn và con rúi này một cách ngắn nhất và gần nhất. Cái thứ nhất là để đảm bảo cho bà con là cái rủi ro của nó phải xuống một cách thấp nhất. Và cái vấn đề thứ hai là khi bà con đi đến trực tiếp những trang trại được tay nhìn mắt thấy thì cái việc mà bà con không bị mông lung khi mà bước vào chăn nuôi con chồn và con rúi này, khi bà con xem qua màn ảnh ấy, thì là nó sẽ không thực tế bằng khi mình đến trực tiếp. Bởi vì là qua cái màn ảnh ấy thì là nó cũng chỉ là công cụ để bà con kết nối đến được với biết đến cái con chồn và con rúi này thôi. Đấy, còn lại thì là khi chúng tôi đã quyết định là mở ra một chuỗi những trang trại như vậy thì cái thứ nhất này là đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã được đào tạo chuyên sâu bài bản một cách tốt nhất có thể để giúp cho bà con là khi bà con đến thực tế thì tất cả những cái kỹ thuật đấy là người ta sẽ chia sẻ cho bà con làm sao để tránh những cái rủi ro của nó thấp nhất có thể. Và cái vấn đề thứ hai nữa là khi bà con đến ấy, thì là sẽ có kỹ thuật người ta hướng dẫn cho mình về làm chuồng làm trại để làm sao là chăn nuôi cái con chồn và con rúi này một cách tốt nhất, hợp lý nhất và tiết kiệm nhất có thể. Khi bà con bước chân vào chăn nuôi những cái con chồn và con rúi này thì bà con được những cái gì và nếu thất bại thì mình mất những cái gì. Mục đích doanh nghiệp liên tục mở rộng đến gần bà con chăn nuôi hơn trên cả nước là để doanh nghiệp được cùng bà con đón đầu xu hướng chăn nuôi, đem lại lợi nhuận tối ưu nhất, cùng bà con làm giàu bền vững. Trước đây khi mới manh nha mô hình chăn nuôi động vật hoang dã này thì doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bà con chăn nuôi trên cả nước. Nhưng khi mới bắt đầu với một cơ sở chăn nuôi tại miền Bắc thì doanh nghiệp đã nhận thấy một số vấn đề xảy đến với bà con chăn nuôi ở nơi xa, như vấn đề đi lại, tham quan, học hỏi của bà con gặp cản trở. Nhiều bà con ở khu vực miền Trung và miền Nam không đến trực tiếp trang trại nên khâu kỹ thuật chăn nuôi cũng như lựa chọn con giống và sự hỗ trợ của trang trại đến bà con chưa được cụ thể tận tình như mong muốn. Nên để phục vụ bà con một cách tốt nhất thì trang trại đã không ngừng mở rộng chuỗi cung ứng,
cũng như đào tạo chuyên sâu cho nhân viên kỹ thuật để giúp đỡ bà con một cách sát sao, tận tình nhất, thuận tiện cho bà con có cơ hội tiếp cận nhanh nhất tới các loài vật nuôi hàng dã có giá trị kinh tế cao của doanh nghiệp, nhằm mang đến lợi nhuận cũng như cùng bà con hưởng lợi từ sự phát triển của xã hội ngày nay. Không chỉ hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, cung cấp con giống mà doanh nghiệp còn nhận bao tiêu sản phẩm tận nơi khi bà con chăn nuôi thành công. Nên việc của bà con chỉ cần nắm vững kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc, làm sao để vật nuôi của bà con phát triển tốt nhất. Như tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái phản ánh của bà con khi mà đi mua con giống. Nó ở rất là xa, cái thứ nhất là ở cái địa lý nó rất là xa, khoảng cách rất là xa, và cái vấn đề thứ hai là bà con chưa được đến tham quan trực tiếp thì là nó sẽ có rất là nhiều những cái rủi ro. Khi bắt những cái con giống về thì là bà con còn chưa biết được là cần phải chăn nuôi nó như thế nào, chuồng trại nó có đủ đảm bảo để chăn nuôi những cái con giống đấy hay không. Đấy, và khi mang về thì những cái ngày đầu tiên ấy thì là gần như bà con, trong đầu bà con thì chưa tưởng tượng được ra là mình cần phải làm những bước như thế nào để chăn nuôi con chồn một cách tốt nhất hoặc con rúi một cách tốt nhất. Đấy, chính vì như vậy là trang trại của chúng tôi thì quyết định là mở ra một chuỗi những cái trang trại như vậy để nhằm mục đích tất cả những cái gì bà con đang thiếu thì là chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhất cho tới cho bà con. Bởi vì này, cái ngành phát triển như hiện nay, khi bà con chăn nuôi thành công và chúng tôi được đi bao tiêu cho bà con thì trong cái phần bao tiêu đấy thì là doanh nghiệp, bản thân của doanh nghiệp chúng tôi cũng có lợi nhuận ở trong đấy, nên là tất cả những cái gì mà chúng tôi tư vấn và chia sẻ đến cho bà con thì gần như là giữa doanh nghiệp và bà con có một cái gắn kết, một cái liên kết nó rất là chặt chẽ rồi. Còn lại thì tất cả những cái vấn đề về bao tiêu thì là doanh nghiệp của chúng tôi cũng chỉ mong muốn là, cái thứ nhất là doanh nghiệp của chúng tôi bao tiêu theo từng giai đoạn, từng đợt một. Cụ thể là chúng tôi bao tiêu sẽ theo kỳ hạn là 5 năm trên một lần ký hợp đồng bao tiêu. Đấy, sau này nếu như bà con mà chưa tìm được đầu ra thì chúng lại đến với chúng tôi lại ký tiếp một hợp đồng bao tiêu nữa trong vòng 5 năm nữa. Bởi vì là khi chúng tôi bao tiêu trong vòng 5 năm đấy thì là cái giá trị của cái hợp đồng bao tiêu đấy không có gì thay đổi cả. Còn lại khi mà sau 5 năm nếu như mà cái giá trị của con chồn này nó được nâng lên thì là chúng tôi sẽ ngồi xuống và hai bên cùng thảo luận để đưa ra những cái giá cho làm sao để phù hợp nhất, nhằm mục đích là để cho bà con là lúc nào cũng yên tâm chăn nuôi và phát triển những cái loài động vật hoang dã này. Với mô hình chăn nuôi được định hướng theo chuỗi các trang trại trên cả nước thì cho dù bà con ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam đều nhận được những chính sách hỗ trợ về con giống, kỹ thuật, bao tiêu đầu ra là giống nhau, với mục tiêu là phục vụ đối tượng khách hàng là tầng lớp thượng lưu. Nhiều tiền nên về giá thành sản phẩm các loài này thì đều không phải vấn đề. Người chăn nuôi sẽ rất yên tâm về giá bán. Yêu cầu của đối tượng khách hàng này là chất lượng của sản phẩm phải tốt, phải an toàn, chứ không như những loài vật nuôi thông thường cung cấp cho khách hàng bình dân. Lợi nhuận thu về sẽ rất thấp do giá thành không ổn định, phải cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm cùng phân khúc. Trước khi đến với hai loài vật nuôi mũi nhọn là rúi và chồn thì doanh nghiệp của anh đã phải nghiên cứu rất kỹ thị trường cũng như đặc điểm của từng vật nuôi. Sau nhiều đêm thức trắng, những cuộc họp kéo dài thì quyết định mang tính chất bước ngoặt đã được đưa ra. Qua nhiều năm liên tục chăn nuôi, mở rộng thì thành quả của doanh nghiệp là đã cung cấp ra thị trường hàng ngàn con giống chất lượng và hàng chục tấn cầy, rúi thương phẩm. Nhiều năm liên tục có doanh thu hàng chục tỷ đồng. Để chúng tôi phát triển về cái con chồn mốc và cái con rúi mốc đại Trung Quốc này thì chúng tôi cũng đã phải triệu tập tất cả cái cổ đông lại rất nhiều lần để nhằm là đánh giá và phân tích những thị trường của hai cái loài động vật nuôi thông thường và động vật nuôi hoang dã này, và điển hình là con rúi mốc đại Trung Quốc và con chồn này. Sau khi chúng tôi đã phân tích và đánh giá thị trường xong thì chúng tôi đã nhận thấy là cái tầng lớp người giàu của Việt Nam hiện nay rất nhiều, và người ta đảm bảo nguồn thực phẩm phải ngon, sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm. Và từ đó thì là chúng tôi bắt đầu quyết định là triển khai để mở rộng chăn nuôi con chồn và con rúi này. Sau 2 năm chúng tôi xuất bán lứa thương phẩm đầu tiên thì sau khi đã trừ hết chi phí và lợi nhuận thì doanh nghiệp chúng tôi thu về đâu đó xấp xỉ khoảng 17 đến 18 tỷ đồng. Sau khi đã phát triển được 10 năm thì hiện tại thì những cái chuỗi trang trại của doanh nghiệp chúng tôi đang có khoảng từ, nó dao động khoảng độ 5 đến 6 nghìn chồn sinh sản và có hơn 10 nghìn con rúi sinh sản.
Mặc dù doanh nghiệp đã phát triển được rất lâu, nhưng theo anh Tính, thì tới thời điểm hiện tại, doanh nghiệp vẫn chưa đủ số lượng con giống cũng như thương phẩm để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Chính vì thế, doanh nghiệp rất mong muốn liên kết, mở rộng tới nhiều bà con chăn nuôi trên khắp mọi miền để cung cấp con giống cho thị trường và cuối cùng là thu về những khoản lợi nhuận lớn cho gia đình và cộng đồng. Với hướng đi đúng đắn trong nhiều năm, anh khẳng định để làm giàu nhanh chóng và bền vững thì đây là những loài vật nuôi tiềm năng nhất. Thưa bà con, là cũng với hơn 10 năm phát triển và chăn nuôi loài động vật hoang dã này thì chưa có một năm nào chúng tôi có đủ tất cả những con giống và nguồn thương phẩm để cung cấp ra bên ngoài thị trường cả. Chính vì như vậy nên là doanh nghiệp của chúng tôi luôn luôn mong muốn là chia sẻ được những tất cả những cái kinh nghiệm của chúng tôi hiện đang có đến với những doanh nghiệp hoặc bà con nào đang muốn bước chân vào chăn nuôi những loài động vật hoang dã này, nhằm mục đích là đáp ứng được toàn bộ những cái thị trường đang còn thiếu của con chồn và con rúi này. Bà con có thể liên hệ với doanh nghiệp của chúng tôi qua bất kỳ giờ khung giờ nào, qua số điện thoại 0961 087 222. Tôi sẽ là người trực tiếp đại diện cho doanh nghiệp tư vấn cho bà con qua điện thoại hoặc là khi bà con đến trực tiếp với trang trại của chúng tôi.